Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái bẫy mạt để mình bẫy mấy con bìm bịp ở đây. Mình có sử dụng loa với mạt thôi. Thì đây, mạt của mình ở đây. Mình cũng có để mạt với theo một hai con sâu thôi. Đó. Thì bây giờ cũng đã có tiếng bìm bịp ở ngoài. Thôi thì giờ mình đi vô để mình quay, đặt máy quay. Hay quá, dính rồi, dính rồi. Đây mọi người, cái mạt mình mà đặt hồi sáng thì giờ dính rồi ha. Một em. Bìm bịp thì khá là to. Quá đẹp rồi các bạn. Ngon lành. Đã chưa? Ừ, bìm bịp thì mắt đỏ mà. Rồi. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nhé. Rất là tuyệt vời.